Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất, huyện Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc thị trấn Dàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà cấp 4 có tổng diện tích là 310m2. Trên thửa đất, căn nhà thuộc đất cây lâu năm, chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường tỉnh lộ 871 khoảng 500m. Con đường này rộng khoảng 2,5m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này em thấy rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị cô chú mình mua anh chị ở nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 7m và có chiều dài là 45. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này nha anh chị. Mình đo thẳng qua bên đây là 7m. Mình tới đây ha là 7m nha anh chị. Chiều sâu là 45. Trên thửa đất gia chủ có cất một ngôi nhà cấp 4 anh chị. Nhà này thì cũng đơn sơ thôi. Dưới nền thì lót gạch, trên tường thì lót cho tới mí tôn. Và gia chủ thì cũng chừa một khoảng không gian sân còn rất là trống luôn anh chị. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu ô tô nè, và có đám tiệc thì rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng đông bắc nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 60km là anh chị tới nha. Để em di chuyển vào trong để anh chị mình xem và tham quan nha. Bên hông thì gia chủ có làm một cái máy tiền chế anh chị. Dưới nền thì lót gạch. Ở trên tường thì lót cho tới mít tôn nha anh chị. Đó, cửa là cửa cây. Khu vực này là không gian phòng thờ. Dưới nền thì gia chủ lót gạch và trên tường lót khoảng 1,6m. Còn phía trên sơn và đi bê hết luôn nha anh chị. Còn khu vực này là không gian phòng khách. Ở đây thì có hai phòng ngủ anh chị. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Còn kế bên là căn phòng thứ hai. Còn khu vực này là không gian nhà bếp. Ở bên đây thì mình có nhà vệ sinh đầy đủ hết luôn. Còn khu vực này là phòng ngủ thứ ba. Mình tới đây là hết ranh giới của mình nha anh chị. Ngang là 7m và có chiều dài là 45. Đất và nhà thuộc đất cây lâu năm, chưa thổ cư. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 100 triệu. Nếu anh chị cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh.
Về đây thì anh chị, cô chú mình cũng không mất thời gian ha. Phía trước là đường bê tông 2,5 m nha anh chị. Mình di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ anh chị. Ở đây thì điện nước nè, wifi thì có đầy đủ hết nha. Nhà cửa thì khu vực này em thấy ở rất là đông, phù hợp để anh chị, cô chú mình mua, anh chị ở và anh chị mình buôn bán, kinh doanh cũng được anh chị. Giá bán là 1 tỷ 100 triệu nha anh chị. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like nha, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị và cô chú. Đây là tổng quan thửa đất, căn nhà. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị, cô chú ở những phần video tiếp theo nha.